Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý bà con, đến bây giờ mà bên phía bún xì bò đó, bên đó họ chưa có thể nào mà chấp nhận được cái sự thật là họ đã thua kiện tại cái phiên tòa xử về cái vụ BH Media. Trời đất ơi, ngày hôm nay em sẽ cung cấp và em sẽ chia sẻ cho tất cả quý bà con cô bác mình một số cái thông tin mà ta nói thiệt nha. Những cái thông tin này rất có thể mẹ con sáu xì bào mà nghe xong á, trời đất ơi, mai chiều mà chuẩn bị ta nói đã cậu bỏng đó. Ừ, với cái cây gậy á, cây gậy của ban chủ cái ban để mà đi ra đường ăn mày đó. Video ngày hôm nay bảo đảm quý bà con không bao giờ làm lãng phí một giây một phút nào của quý bà con đâu. Rất mong quý bà con cô bác mình gán xem hết giùm em. Rồi bây giờ không nói dài dòng, bây giờ mình vô liền. Mới ngày hôm qua, cái ông mà kêu bằng đạo diễn hết thời đó, ông chạy xe qua từ bên nhà ổng, ông chạy qua bên có quán hủ tiếu bò viên. Ông qua bên quán hủ tiếu bò viên đó quý bà con, ông livestream. Ông livestream á, ông không biết á là do sáu xì bào điện qua hay là do ông ta tự ý ông ta qua. Trong cái đoạn livestream của ông ta có nói như thế này: trời ơi chị Sáu ơi, chị Sáu gì kêu bằng gì, chị Sáu hồng bào, chị Sáu hồng bào mới chịu, chị Sáu hồng bào ơi, ngày xưa đó em không biết, em cũng bị tụi nó dẫn dắt. Em nói thiệt với chị là em ban đầu em cũng không có nghĩ tốt về chị, nhưng mà bây giờ trời đất ơi, càng ngày em thấy chị, em thương chị quá, cái bắt đầu vỗ vai vuốt vai đồ tời thứ điều muốn hung bà Sáu luôn. Làm vậy đó, làm tôi nói thiệt với bà con, em coi xong rồi da gà ốc ác em nó nổi nịnh mà tao nói muốn ra mặt luôn. Cái bắt đầu nói qua nói lại, cái bắt đầu ông nói gì nè: em nói thiệt với chị nha chị Sáu, trời ơi ngày xưa em tưởng chị, em tưởng cái con tu hú đó là con ruột thiệt, nhưng mà bây giờ em mới biết nó là con nuôi. Tại sao mà em nói là con nuôi? Tại vì bây giờ em suy đi nghĩ lại đó, nếu mà thật sự con ruột á thì tại sao cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhà giàu vậy đó, rồi không để giấy gì thừa kế hay là giấy mà kêu bằng để lại di chúc cho cái con tu hú đó. Và nếu như thật sự á mà coi là con ruột á, tại sao không cho ăn học tới nơi tới chốn mà bắt đi bán cá? Rồi nếu như thật sự á mà coi chị đó là tu hú, coi chị đó là con ruột á, thì tại sao mà sao không kêu về ở ngay chỗ đó mà phải cho đi lưu linh này kia? Tôi coi xong video đó thứ điều tôi tức, tôi muốn đập cái điện thoại tôi luôn quý bà con. Đây nè, bây giờ á, thật sự cái ông này á, đáng lý ra em không muốn nói tới ổng đâu. Tại vì những cái người này, thật sự mà nói không phải mình nổ hay là mình làm lớn hay là mình quay phong gì hết trơn. Em nói thiệt quý bà con, không xứng đáng để mà mình nhắc cái tên cái ông này trên cái kênh của em. Tại vì kênh em á, toàn là em làm cho tất cả quý bà con cô bác nào thật sự yêu thương em và yêu mến chị Lon Câu hay không à. Ông này á, không có là cái gì để trong cái suy nghĩ chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải cần nói để cho ông ta biết, để thôi chúng ta im lặng hoài. Ông nói mình sợ ổng, đúng không? Như vậy, cái con người á, mà chúng ta mà kiểu như mà lớn á, cái ông này thì chắc cú ổng lớn em thiệt rồi. Nhưng lớn chưa chắc là đúng. Tại sao ông ta dám nói như vậy thì tại sao ông ta không nghĩ ngược lại? Ông ta nói sao? Ông ta nói á, là tại sao cậu Năm không để lại di chúc cho chị Lon, đúng không? Vậy thì có bao giờ ông ta tự hỏi không? Nếu mà để lại di chúc cho chị Lon thì chị Lon liệu rằng có yên với mẹ con sáu xì bào hay không? Đúng không? Nhà từ đường, hiểu rõ cái từ mà nhà từ đường là cái gì? Nhà từ đường tức là cái nhà đó không phải là nhà từ muối. Nói chơi quý bà con, không phải là cái nhà từ đường có nghĩa là nhà của mẹ cậu Năm để lại, đó là nhà từ đường. Đó là của chung, của cậu Năm, của cô Sáu, của chú Bảy, đúng chưa? Thì anh em ai muốn tranh, cái đó là bình thường. Còn cái này, nhà đây là nhà của cậu Năm Vũ Linh, đúng không? Mà bây giờ quý bà con thấy, nhà từ đường mà Sáu xì bào đã làm xương xương ba bốn căn,
Một ngàn lượng vàng, sáo cũng đã làm sương sương bay theo những cái con số kêu bằng con những cái con số đề. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là chúng ta đủ hiểu cái độ uy tín mà cô sáo bào đến cỡ nào. Uy tín ở đây là uy tín về cái độ bào kìa, độ bào và độ báo kìa. Đúng không quý bà con? Thì bây giờ quý bà con mình thấy đó, nội mà nhà từ đường 3-4 căn 1.000 lượng vàng sáo còn làm được đi, huống chi là ví dụ như bây giờ mà biết chị Hồng Loan, biết cậu Năm Vũ Linh để lại tài sản cho chị Loan, thì liệu rằng mẹ con sáo xì bào á có để yên cho chị Loan hay không? Đúng không? Đúng chưa? Chính xác rồi còn gì nữa. Trời đất ơi, với cái tính cách, với cái nhân cách và với cái lòng tham vô đáy, không có gì là sáu không thể dám làm. Trời đất ơi, xỉu chủ mà sáu còn biên ba đài mà. Xỉu chủ còn biên ba đài bao lâu hết mà. Ngại gì mấy cái đó sáu không dám chơi. Đúng chưa? Và ông ta có nhắc nữa nè. Ông ta nói tại sao nếu cậu Năm Vũ Linh tài sản ngàn tỷ như vậy thì tại sao không dám bỏ ra 2-3 tỷ để cất cái căn nhà cho chị Loan ở. Ủa? Ngộ vậy. Nhà đó là nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Nhà đó là nhà tự cậu Năm đi hát bao nhiêu năm gom góp tích góp để mua căn nhà đó. Là nhà của tôi, nhà của cậu Năm Vũ Linh. Thì chú Năm Vũ Linh có quyền để đó cho con của mình. Đúng không? Mắc cái gì mà giờ cho nhà mua chi rồi mất công tốn tiền mấy mốc cũng bỏ thôi. Đúng không? Nếu mà nói như vậy thì tại sao chú Năm Vũ Linh không cho tiền cô Sáu xì bào, chú Bảy xì báo cất nhà? Tại vì hai cái người này quá báo, báo quá báo. Và nếu lỡ như chú Năm có cho chị Hồng Loan thì liệu rằng Sáu xì bào, Bảy xì báo có nhào vô sinh không? Trời ơi, anh Năm, anh cho con gái anh rồi anh không cho tôi hả anh Năm? Tôi xả tóc ra, tôi tự kết liễu đời tôi cho anh coi nè anh Năm. Nhảy cả đành đạch như con cá trạch vậy đó. Làm nũng làm nịu. Cậu Năm là một người biết thương em mình, biết thương gia đình, biết lo cho tất cả đàn em mình. Cậu Năm thấy cái cảnh đó cậu Năm chịu nổi không? Thì bắt buộc cậu Năm cũng phải bung tiền cái chó thôi. Cậu Năm đã từng trả nợ cho ông Bảy xì báo, bà Sáu xì bào. Rõ ràng. Đúng không? Rồi bây giờ ông đạo diễn hết thời này ông còn nói một câu nữa. Ủa vậy tại sao nếu mà Coi là con ruột á, tại sao không cho chị Loan theo nghề mà phải dạy dỗ cho ông Bành Thị Lê Gia theo nghề? Nói cái câu đó là càng biết cái con người kêu bằng không có khôn á quý bà con. Tại sao mà em dám nói vậy? Bây giờ em nói quý bà con nghe như thế này nè. Nếu em là một ca nghệ sĩ, em lấy ví dụ nha, em có hai đứa con, đứa trai đứa gái. Em đã nếm trải qua những cái mùi mà kêu bằng đắng cay ngọt bùi trong cái giới mà kêu bằng showbiz, ngành nghề nghệ thuật á. Sau cái cánh gà ha, bước ra làm sao đi, là nếm trải những cái áp lực, những cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai. Cảm thấy mệt mỏi thì tất nhiên thôi, mình không muốn con cái mình nó theo cái nghề mà ta nói nó đầy đủ trong gai cạm bẫy, nó mệt mỏi đủ thứ chuyện trên đời. Mắc gì cho nó theo làm chi? Để cho nó muốn kinh doanh buôn bán những cái gì cho nó khỏe cái thân. Mình giàu mà, mình là ca sĩ mà mình có tài sản thì mấy mốt con cái mình nó hưởng. Đúng không quý bà con? Cái ý của cậu Năm là như vậy. Còn con Bành Thị Lê Gia, tất nhiên nó là cháu của cậu Năm thôi, thì không có mắc cái gì mà cậu Năm phải thương nó một hoàn toàn 100%. Nên nhớ giùm em cái điều đó. Đúng không? Ở đây xin thưa quý bà con, ai cũng có cháu, ai cũng có con, đúng không? Ai cũng có cháu kêu bằng cậu, đúng không? Quý bà con nào mà, quý cô chú anh chị nào mà đàn ông coi cái video này, nhớ bình luận liền giùm em cho em biết. Bây giờ em hỏi thật sự với các anh, các chú nè. Chúng ta ví dụ giờ, chúng ta là đàn ông, chúng ta có con. Một đứa con, một đứa cháu, chúng ta thương ai hơn? Nói giùm em biết liền, bình luận giùm em biết liền. Ai mà nếu mà nói mà thương cháu thì thôi tôi cũng bó tay. Thiệt. Trên đời này không có bao giờ có chuyện đó. Thương thì thương đến mức độ nào thôi, chứ không thể nào mà thương đứa cháu mình mà hơn con mình được hết. Con mình đứt ruột đẻ ra mà, mình không có đẻ, mình ấy ấy để mà tạo ra con thôi. Đúng chưa quý bà con? Thì làm sao? Thì cậu Năm tất nhiên thấy mày có tài năng, tao chỉ cho mày, mày lên nên người hay không nên người đó là do chúng mày. Và tao cũng biết cái cạm bẫy sau này mày mắc phải, thì mày cứ, nếu mà chấp nhận thì mày cứ đi theo. Còn con gái tao, tao tuyệt đối tao thương nó.
Tao không muốn nó cho nó theo nghề. Tại vì cái nghề này nó vô cùng là kêu bằng đủ thứ chuyện trên đời. Nó cực khổ, nó gian nan dữ lắm. Nên tao không cho nó theo. Chuyện bình thường. Đúng không? Trời đất ơi. Vậy đó mà tay này cái khứa mà đạo diễn hết thời vậy. Qua nói trời đất ơi xin lỗi bà Sáu. Tao nói thiệt á nghe. Tôi coi cái clip đó xong em thiệt quý bà con á. Em mua thuốc mà kêu bằng tiêu chảy á. Em cầm á. Thiệt á. Nịnh. Mà nịnh theo cái một cách mà tao nói nó vô cùng mà giả tạo và không biết nói gì luôn. Thiệt. Phải công nhận là công nhận. Ở bên phía cành cà nó quý bà con. Nó có một cái đặc điểm chung á. Lúc nào nó cũng lương lẹo hết. Đúng không? Xảo trá có. Điêu hoa có. Và dẫn dắt cộng đồng mạng có. Cái vụ phiên tòa như vậy đó. Kết thúc rồi. Mà còn chưa chịu chấp nhận. Bây giờ y chang như cái chuyện mà giờ đứng lên la làng giữa trời với đất. Trời ơi tôi bị quan bị này. Ờ quên nó nói vụ bị quan tôi mới mất. Em mới mất cười. Ông đạo diễn hết thời nói xong tới cô Sáu Xì Bào. Cô Sáu Xì Bào nói gì nè. Cái mặt cũng muốn khóc nha quý bà con. Em kể quý bà con nghe. Ừ Sáu á cái miệng như nè. Sáu không có để bụng đâu. À, nếu mà em nói vậy đó thì Sáu thôi Sáu ghi khắc cốt ghi tâm. Sáu chỉ cần là một người có tiếng nói công tâm, hiểu được cái nỗi lòng ruột thịt của Sáu. Ừ Sáu vậy Sáu chịu rồi. Trời đất ơi đang bệnh mà nghe cái muốn hết bệnh luôn quý bà con. Em nói thiệt quý bà con. Sáu nói á là tiếng nói công tâm. Công tâm dữ chưa Sáu? Em tên Công Tâm nè quý bà con. Sao cho rằng lúc nào mình cũng đúng. Quý bà con mình thấy nha. Trong cái đời drama này nha. Không biết quý bà con nào có thấy cô Sáu cô đứng lên mà cộng đồng mạng mà cô nói cô nhận lỗi về mình. Em chưa thấy. Nhưng em thấy chị Hồng Loan chỉ nói chỉ nhận lỗi rồi đó. Là chỉ nói chỉ nhận lỗi với ông anh Hai Bóng đó. Cái điều đó nó cho thấy chúng cho thấy được cái gì? Cho thấy được chị Loan nếu chỉ có làm trật ý ai làm sai điều gì, chị sẵn sàng chấp nhận cái sự thật. Chị sẵn sàng chỉ chấp nhận cái lỗi thuộc về mình. Chị sẵn sàng sửa đổi. Cái người đó mới là cái người đáng quý và đáng kính trọng. Con người chúng ta mà làm sao mà không có lầm lỗi. Đâu phải ai cũng đúng. Đúng không? Nhưng cô Sáu với chị Ve lúc nào cũng đúng. Chưa bao giờ tôi thấy mình lên trên mạng. Ừ Sáu xin lỗi. Mà cái mặt quý bà con có thể thấy nếu mà thật sự có xin lỗi đi chăng nữa cái mặt nó gian gian, díu díu mập mờ lắm. Nó xạo dữ lắm. Nói thiệt, nó xạo. Sáu cho rằng mình đúng, Sáu cho rằng mình oan ức. Vậy thì bây giờ cho phép con hỏi Sáu một cái nha. Tại sao trong cái lúc đám tang của cậu Năm, Sáu và con gái của Sáu đó không lo làm đám tang cho cậu Năm đi, mà tại sao lại kêu truyền thông về công khai chị Loan là con nuôi làm chi vậy Sáu? Trâm hỏi. Đừng nói con là trời ơi, tại vì lúc đó tao sẵn có dịp tao công khai luôn. Không phải. Quanh phủ đầu chị Loan. Đúng không? Âm mưu đã tính toán trừ trước rồi, đúng chưa Sáu? Trong câu chuyện này xin nhắc lại cho tất cả quý bà con cô bác mình được biết. Nếu như không có cái đoạn công khai chị Hồng Loan làm con nuôi trên truyền thông ngay tại cái đám tang cậu Năm thì xin lỗi, cái câu chuyện bây giờ nó im xuôi. Từ cái đoạn clip đó cho nên bây giờ Ve Thị Lê Bành nó mới bị như ngày hôm nay là chính vì cái ngày mà nó công khai chị Loan là con nuôi trên báo chí, trên các nền tảng YouTube cho chừa thư đáng đời đó. Người tính làm sao qua cậu Năm Vũ Linh tính hả cô Sáu? Trời ơi, chạy trời không khỏi nắng đâu cô Sáu. Người đang làm, mấy ông công an đang nhìn đó cô Sáu. Đúng không quý bà con? Trời đất ơi, ông nội em 14 phút mấy luôn rồi. Thiệt là vậy đó quý bà con. Thì thôi, bây giờ thời gian nó có hạn, cái video này nó quá dài rồi quý bà con ơi. À, nói riết cũng nó nhàm. Thì thôi bây giờ em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác mình đã coi cái video này tới đây cùng với em. Xin chào tất cả quý bà con cô bác mình và hẹn gặp lại quý bà con cô bác mình trong những cái video kế tiếp. Xin chào, hẹn gặp lại.